Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm hoạt huyết dưỡng não Trung ương 3 do dược phẩm Trung ương 3 sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về hoạt huyết dưỡng não trung ương 3 cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm hoạt huyết dưỡng não trung ương 3 có thành phần là cao bạch quả, đinh lăng. Hoạt huyết dưỡng não trung ương 3 được bào chế dưới dạng viên nang. Hoạt huyết dưỡng não trung ương 3 mang lại cho người dùng công dụng, suy giảm trí nhớ, thiểu năng tuần hoàn não, suy mạch vành, hội chứng tiền đình. Suy tuần hoàn não có các biểu hiện, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng, giảm chức năng não bộ, giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, nhũn não, di chứng não. Người làm việc trí óc căng thẳng gây đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, chứng run giật ở bệnh nhân Parkinson. Sản phẩm dùng cho các trường hợp Sản phẩm hoạt huyết dưỡng não trung ương 3 được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của hoạt huyết dưỡng não trung ương 3 được nhà sản xuất khuyên dùng như sau. Người lớn, ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên. Trẻ em, ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 1 viên. Chống chỉ định khi sử dụng hoạt huyết dưỡng não trung ương 3, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng hoạt huyết dưỡng não trung ương 3, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm hoạt huyết dưỡng não trung ương 3. Đồng thời biết cách sử dụng hoạt huyết dưỡng não trung ương 3 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham